Ok các bác, đây là cái video bằng 1080 60fps giữa con V60 và con Sony 1 Mark 2 nhé. Mình đang đi bộ ở đây đây. Ở đây khá là nhiều người các bạn, chứ không được thoải mái cho lắm. Sẽ quay về. Rồi, ok. Mình đang cảm giác là cái con V60 nó chống rung tốt hơn. Tức là ở trên cái điện thoại thôi, còn ở trên không biết khi mà ghép lại thì nó thế nào. Rồi, ok. Mình sẽ đi lên, mình chạy một đoạn nhé. Xem chống rung hai con thế nào nhá. Giờ mình sẽ chạy này. Ok, chạy đây. Ok, mình sẽ chạy lại cái xe của mình. Mình nghĩ là dạo này thì cái chất lượng ghi âm của những con điện thoại gần đây thì nó chắc là ngon hết rồi. Ok, mình sẽ chuyển sang cam trước nha. Rồi, ok các bác. Thì đây là cái video bằng cam trước của hai con này nhé. Thì cái con LG V60 thì có thể video trước nó lên đến 4K được. Nhưng cái con Sony 1 Mark 2 cái video bằng cam trước nó chỉ lên được Full HD thôi. Không lên được 60fps luôn đấy. Đây là ban ngày nhé. Rồi. Rồi, thì chắc đấy cam trước ấy, cái việc chống rung của nó chắc cũng không có ăn thua mấy đâu, không em cũng thử chạy cho các bác xem thế nào nhé. Đây. Đấy. Ok. Mình sẽ quay lại chạy lại lần nữa nhé. Rồi. Chạy lại phần nữa nào. Rồi, mình thử quả ngược sáng xem thế nào. Đây. Mình đang ở ngược ánh sáng thì mình thấy là cái con V60 nó cái cam trước ngược sáng có vẻ nó bắt nét tốt hơn ấy, tốt nhanh hơn. Rồi. Đây là xuôi sáng rồi. Rồi ok. Rồi ok, xin chào các bác. Đây là cái video 1080 30fps thôi. Tại vì cái trên con Sony chỉ thấy ghi là Full HD thôi, không thấy là ghi FPS gì cả. Thế nên mình không biết nó là cái gì, nên là để thế thôi. Tại thì cái loa ở ngoài đường kia khá là to. Hy vọng là các bác có thể nghe thấy tiếng của em. Đây, mình đang đi bộ đây. Thực sự là cái nhìn trên cái màn hình điện thoại thì con Sony nó chi tiết hơn rất là nhiều luôn. Còn con V60 của mình nó bệt kinh khủng luôn. Không biết thế nào. Thì đã chắc có mấy bà sẽ nhảy nhót ở đây. Rồi. Mình sẽ thử chạy xem nhá. Đó, các bác có thể thấy sự chi tiết của con Sony. Rồi ok. Mình sẽ chạy về kia xem thế nào nhé. Nào, chạy nào. Đó. Ôi. Thực sự là nó cái con V60 này không biết sao nó lởm thế không biết nữa. Nhìn ghê thật. Rồi ok. Mình sẽ chuyển sang 4K xem thế nào nhé. Rồi đây là cái
cái video bằng cắm trước các bạn. Nó chỉ có ở Full HD 30 thôi. Hai con đều có, con V60 thì có hơn, nhưng mà con Sony chỉ có Full HD thôi. Tôi đã chỉ có quay được con này thôi. Rồi, các bạn có thể thấy. Đó. Rồi, mình sẽ quay lại nhé. Cái chỗ này ánh sáng nó cũng khá là tốt đấy, chứ không yếu hẳn. Cho nên các bác nhìn có thể là thấy nó cũng khá là rõ. Tuy nhiên là nó hơi ồn. Rồi, ok, nhưng mà mình cảm giác là cái con, mình thấy là cái con Sony vẫn ngon hơn rất là nhiều luôn. Rồi, ok, vào chỗ tối tí nào. Rồi, ok.